Hello, cái này hay này anh em. Có rất nhiều anh em không biết và nhiều anh em thao tác nó rất mất nhiều thời gian và đồng thời rườm rà. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người trên Vision 2020 cho tới 2024 để các bạn làm sao để các bạn renew được con SM trắng, hay các bạn làm sao để đọc được cái mã SM ID trực tiếp qua cổng Kalai trên Vision 2024 nhá. Có rất nhiều anh em chưa làm điều này. Và kể cả anh em coi video anh em, mình thấy anh em làm như vậy quá rườm rà và hầu như nó khá là mất nhiều thời gian của anh em. Mạn Phạm xin chào mọi người, chia sẻ 30 người nhá. Có rất nhiều người làm video lên nhưng thật sự làm như vậy các bạn rất mệt. Để các bạn khi một con xe Vision 2020 cho tới 2024 mang vào để các bạn đọc được cái mã SM ID qua cổng Kalai khá là mệt. Cái gì nhờ Nguyễn Hồng Bình. Sư phụ đặt đặt gì, đặt kháo chưa thấy. Cái này rất hay. Mình sẽ chỉ cho anh em một nốt nhạc, nó khác những cái gì anh em làm trên YouTube hoặc là trên Facebook hoặc là trên TikTok. Chắc chắn anh em cũng chưa biết làm renew luôn. Anh em nào renew anh em cứ để lại comment phía dưới. Sai thì Tuấn sửa, mà đúng thì Tuấn sẽ bảo điểm 10 nhá. Bắt đầu. Đây con Vision. Đó, để làm sao các bạn renew nhanh nhất hay là các bạn đọc ra cái mã SM nhanh nhất, các bạn để lại comment. Rồi, máy mình đã chuẩn bị ở đây, tí mình sẽ kết nối cho anh em thôi là xong. Riêng dòng xe Vision nha anh em, khác hoàn toàn với những dòng xe khác, anh em phải lưu ý điều đó. Kể cả nhiều người, người ta sản xuất ra máy, người ta renew như vậy vẫn rất rườm rà, chứ không phải là một đơn vị nào sản xuất ra máy mà làm những video hướng dẫn cho các bạn điều đó là đúng, nhưng thật sự quá rườm rà và hầu như khá là vất vả cho anh em thợ sửa xe. Chứ không phải là người ta sản xuất ra máy người ta lại làm cho các bạn lại đúng, nhưng nó rườm rà. Đấy, nên mình là đơn giản mình nói cho các bạn, nhiều lúc đi học cũng vậy, có nhiều thầy dạy cho các bạn nhiều cái từ ngữ nó rườm rà quá, về các bạn làm không thành công, hay cảm thấy dạy cho các bạn cảm thấy đau cái bộ đầu của các bạn nha. Còn với mình lắm không rườm rà lắm. Mỗi người có một cái sở thích chơi hoàn toàn khác nhau, miễn sao làm được công việc nhanh nhất có thể, không rườm rà, lượm được lúa nhanh nhất có thể vào trong túi. Ok ok, chờ cái bi, đang bị thiếu cái bi 201. Rồi 30 người đi anh em. Rồi bây giờ câu lại câu trả lời cho các bạn. Các bạn bây giờ review các bạn sẽ làm như cái gì trên Vision 2020 cho tới 2024. Các bạn để lại comment 1, 2, 3, 4, 5. Rồi xe này hôm nay hoàn thiện xong mình sẽ lắp lại trả cho phu nhân nha anh em. Bữa giờ ăn xong mình cứ tháo ra mình nghịch cái con SU này không à. Rồi mình mới gắn lại SU này. Rồi để lại comment. Chứ ít bữa nữa lại không biết mà làm, chia sẻ anh em hay lắm anh em. Không thấy ông nào để lại comment hết nhỉ. Mẹ thợ thầy thế này chán thế. Ê cái bữa sư phụ cái cây kia, sư phụ rơi xuống kia lượm để đâu rồi mà bắt vào chẳng thấy bắt cho sư phụ. Rồi xong lên được. Rồi để lại comment anh em. Anh Giáp, những anh em nào thợ sửa xe renew Vision 2020 cho tới 2024 thì chúng ta phải renew như thế nào? Chào mọi người, chào anh em Tốp Tốp, chào anh em. Đấy, biết đường khách hàng vào mất chìa như xe này này, mất chìa này thì làm sao mà để renew được, renew làm sao để cho nó nhanh. Đó, xe này mất chìa này, khách hàng này trời nóng quá, khách hàng mang cả bình nước đi uống luôn này, dắt bộ há mồm. Vậy làm sao để chúng ta đọc được cái mã SM ID khẩn cấp để chúng ta nhập ID, hay là chúng ta làm chìa anh em? Im hết, ông nào cũng im hết. Trời ơi, làm nghề như vậy vào anh em mò chắc anh em chết luôn quá anh em.
đó xe này. Vậy bây giờ chúng ta phải kết nối làm sao anh em? Để lại comment đi. Rồi bây giờ mình để lại cho anh em comment đi, 50 người đi, mình sẽ renew cho mọi người. Đấy. Ok, chúng ta kết nối như nào anh em, để lại bình luận ở phía dưới nhá. Trời ơi, im hết. Anh em thợ máy kiểu này im hết rồi. Rồi, xin chào anh em. Rồi, im hết. Em chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khóc. Biết làm gì cho em khi không được bên em. Cái gì anh trai? Trời ơi, bây giờ làm sao để renew? Nguyễn Hồng Bình, anh bảo một là ổ khóa, từ hai là mô bin sườn, làm sao để cho nó nhanh nhá. Kết nối như thế nào chưa biết anh ơi, đúng rồi, anh em có để lại comment ở phía dưới. Bùi Tiến. Để như thế nào nào. Thôi anh em tốt tốt qua bên Facebook xem nha. Qua bên Facebook Tay Ga Tính Toán xem nha. Đấy, để lại comment đi anh em. Không có thì chia sẻ 50 người đi. Đấy, giới hạn luôn TikTok. Không có thì anh em chia sẻ 50 người đi anh em ơi. Để làm sao để renew được anh em. Trời, anh em gặp cái màn này vào, khách hàng bảo bây giờ renew chắc chết. Con xe này một người thợ bình thường móc con SU ra phê lắm nè. SU này móc ra cũng phê lắm á. Xe vào chẳng lẽ mở mặt nạ tè le hạt me của người ta ra, trọt ngoáy lung tung. Lấy lon để cho bạn làm việc cho vụ. Đó. Nhanh đi đây ơi. Lấy cái lon á. Sư phụ đặt hàng chưa gửi, ok Zalo để em kiểm tra lại liền nha anh trai. Để cô. Trời, giao giấy ai mua đây mà mình không biết ta. Rồi, đầu tiên đúng không? Trên YouTube chỉ các bạn renew thì lúc này khi nào máy bảo cấp 12V sau khóa thì các bạn cấp, thì có nghĩa là con IC này nó làm cái jack hầu như khá là kỹ. Đúng không? Đó, và các bạn làm như này các bạn rất mất thời gian, là các bạn phải làm gì, mở IC ra. Rồi các bạn mới chọt cái jack nhựa chụp bảo vệ cái chân ECM này ra, rất mất thời gian. Và nhiều lúc các bạn không biết nữa, các bạn lại chọt vào cái dây số 4 là cái dây 12V sau khóa, hư cái dây điện luôn, xe người ta zin mà. Nhiều anh em không có cái kim nhọn, đúng không? 30 phút nếu anh em thợ nào bình thường thì hài hục. Chưa kể tháo ra bể bát, bể đồ khách hàng nữa. Lúc này khách hàng ngồi sát ở bên cạnh anh em sẽ rung. Đó, Vision 2024 này, cái jack này nó chụp vào cái con ECM hầu như rất kỹ. Anh em phải lấy cái tăm nhọn để chụp cái này ra, thì anh em nhìn thấy cái chân IC mới mở ra ha, rất mất thời gian. Đó. Đó, rất mất thời gian cho anh em thợ làm như vậy, rất mất thời gian. Đó. Đúng không? Nên tất cả các bạn cứ theo dõi Tay Ga Tính Toán, một thằng thợ vườn ở quê, đơn giản, hiệu quả, nhanh. Có nghĩa là làm luôn một được hai.
Không cần phải mở mặt nạ làm cái gì hết, cho nó rườm rà, bổ cho quả xẻ, thả like thả tim, xem thì tay hãy nhấn nút. Được chưa? Rồi bắt đầu thì các bạn lưu ý ha. Cái chân số 4 là cái chân 12 vô sau khóa thì các bạn phải mở IC ra rất mất thời gian này. Đó, nảy trọt lung tung người ta, mất zin người ta ra này, hư hết dây điện người ta ha, nghiêm cấm. Rồi bây giờ chúng ta phải làm sao? Thì đương nhiên cái xe này chúng ta phải mở hộp bình ra. Đó, chúng ta phải lấy được cái nắp này ra để chúng ta kết nối được cổng ca lai. Thì nhân tiện ở đây chúng ta cấp nguồn vào ở dưới này luôn. Được không? Không nên cấp nguồn vào IC nữa, cấp vào dưới này xong nó sẽ lên IC luôn là sau khóa. Khi ở trạng thái con xe này mang vào bị mất chìa, không mở được ổ khóa. Đấy, các bạn lưu ý. Các bạn lưu ý xe Vision này nó khác ở cái cổng ca lai, có nghĩa là cổng ca lai này không có 12V sau khóa nha. Đó. Những cái dòng xe khác là cái dây màu đen hoặc là đen sọc trắng thì đương nhiên nó ăn với cổng ca lai là 12V. Đó, và đồng thời nó cấp 12V vào IC, có nghĩa là nó sẽ nối chặng 3, chặng 4. Còn riêng Vision này là no xịt nha. Đó, lưu ý. Đây, tại sao là no xịt? Các bạn nhìn thấy dây ca lai ở đây 12V cấp cho thiết bị máy. Đấy, các bạn nhìn thấy cái dây này không? Nó lại là cái dây màu đen sọc xanh. Đó, dây này nó sẽ không ăn vào sau khóa với chân IC nha. Đấy, còn những cái dòng xe khác các bạn nhìn thấy cái dây 12V cấp cho thiết bị máy nó là đen hoặc là đen sọc trắng là ok. Đó, riêng thằng này nó khác. Nó khác hoàn toàn với những cái dòng xe khác, các bạn lưu ý. Thì bây giờ phải làm sao cho nó nhanh. Tắt cái toi. Quay nhiều quá nó mệt. Phải ra đồng giấy ở đây, bữa rồi đi mua trời lạnh luôn. Ok chưa? Rồi các bạn nhìn mình làm theo này. Hôm nay mình sẽ sử dụng cho anh em Smart Tool, và hôm nay mình sẽ có phần quà tặng cho anh em luôn. Đấy, thì đây là cái bình ắc quy, ai cũng biết rồi, mình sẽ đặt xuống lại. Rồi, đầu tiên chúng ta muốn renew, chúng ta muốn đọc ra được cái mã ECMID để chúng ta nhập khẩn cấp nha. Cấp nguồn vào, kẹp. Chưa? Rồi, cái kẹp đây. Đó, cái kẹp ở đây. Jack ca lai chúng ta chưa cắm vào. Ok chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ kết nối với máy. Máy Smart Tool. Rồi, ok. Rồi, các bạn xem nha. Nhiều các bạn không biết đâu. Nhớ theo dõi video này làm theo. Chúng ta sẽ vào Smart Key. Enter. Honda. Chúng ta đi vào hàng cuối cùng, Emo ID ESM. Vào hàng số 2, Citroen ACG. Chúng ta sẽ vào làm gì? Xe này mất chìa. Khách hàng bảo vừa mất thêm chìa thứ hai. Và lúc này chúng ta sẽ phải đọc ra để nhập ID khi ở một thời tiết nắng 40 độ C, hoặc là chúng ta có thể đăng ký chìa cho khách hàng đi mua cái FOB. Máy yêu cầu rút rắc DLC tắt khóa điện. Rồi, khóa điện này đang off. Jack DLC chưa cắm. Ok, bấm ok anh em. Đây. Đây, cho các bạn xem. Chưa cắm jack DLC. Rồi, ok, bấm ok đi cả nhà ơi. Rồi, làm từng bước cho anh em. Rồi, ok, bấm ok. Chán mấy ông đang xem thật. Bấm đi. Xem cứ từ từ hiểu, bấm ok. Mẹ nắng quá hay sao chứ ok anh em bấm cũng không nổi luôn. Rồi, renew với tất cả thiết bị máy. Máy gì renew được thì renew. Luôn luôn chúng ta phải có cái cáp nguồn này phụ vào như thế này. Đấy. Dù máy nào đi chăng nữa ha. Đó. Hơi bị chói hả? Trời đây là cái gì kê lên. Ok ok vào. Thì người dẫn chương trình người ta mới bảo là ok, người ta mới có động lực. Người ta chia sẻ tiếp.
trên mạng được mấy thằng chia sẻ nhiệt tình nhưng tay ga thì Tuấn đâu. Toàn chia sẻ cho anh em những cái khó nhất thôi. À, sao? Rồi, lúc này rút rác DLC, tắt khóa điện, bấm Enter. Bấm. Lúc này cắm rác DLC, bật công tắc máy. Rồi, rác DLC đây. Rồi, chúng ta cắm vào cổng Calai. Rồi, cắm vào cổng Calai. Nhưng lúc này chúng ta chưa bật được khóa điện thì chúng ta phải làm sao? Đi móc IC ra, cắm rác DLC, bật công tắc máy. Rất mất thời gian. Đúng không? Nó chưa chạy được. Có nghĩa là hai bước này anh em mới làm được có một bước là cắm rác DLC thôi, còn bật khóa điện là chưa bật được. Rồi, chẳng lẽ xe người ta mang vào cái này đi khui IC tè le hạt me ra, chọt rác lung tung hết, mở ban nhựa ban tùm lum tùm la người ta hết nha. Đấy. Đó. Rồi khách hàng ngồi đây, đủ cứ đi bước, khách hàng ngồi bước, bởi vì khách hàng mới mua xe này mấy chục triệu. Đấy, đủ mình cứ làm bước, gặp mình thợ yếu nữa. Rồi khách hàng hỏi. Dạ. Dạ 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 xe em bị mất chìa, em phải tháo ra em đọc khóa Smoky ạ. Đấy, đúng không? Xong khách hàng này cười luôn à, gặp khách hàng khó tính và tháo làm cái gì? Ủa xe zin này tháo làm cái gì? Nha, có làm được không? Đủ không làm được tôi dắt qua ông thêm bên kia giờ. Đúng không anh em? Rồi, ok, cái này bỏ qua một bên ha. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thiếu một cái nguồn cấp cho nó. Rồi. Ok không? Đó, chúng ta thiếu một bước nữa. Bây giờ đi chọn IC ra. Mẹ nó mở mặt nạ người ta ra. Rất phức tạp. Tiện thể ở đây có con rờ le. Đó, rờ le đề và sạc, rờ le chính. Nha. Đấy, chúng ta có thể tiện thể mở cái nắp bình này lên, làm được một thành hai. Ừ. Thêm nguồn vào rắc chẩn đoán, mẹ thân nguyên thì đúng ăn học, ăn mới chả học. Tầm bậy tầm bạ không. Ông mà về nhà mà ông thâm thêm được cái rắc 12V và cái rắc Calai chẩn đoán thì mà đọc được ECMID tôi tặng ông 50 triệu. Thì ông đi mua Vision đi, ông mua Vision 30 triệu. Ông làm thành công tôi tặng ông 50 triệu là lúc này có nghĩa là ông lời được 15 triệu. Ok. Rồi, ok, vui thôi nha. Tí ông đi mua xe về nhà là ông lỗ đó. Rồi, các bạn nhấc cái hộp cầu chì rồi le lên cho mình. Thấy chưa? Các bạn nhìn thấy cái dây đen đen này nè. Đó, nó lòng thòng đây nè. Đó, cái dây đen đen này nè. Rồi, các bạn lúc này đi ngửa cái bình lên cho mình tí. Nha. Đấy. Rồi, các bạn nhét cho mình cái dây này vào đây trước. Đây nè, nó như thế này nè. Đấy, cái dây đen này. Đó, các bạn nhét cho mình cái dây chờ vào trước nha. Đó, nhét vào đây. Đó, nhét trước vào đây đi. Đó, nhớ là dây đen này. Cái dây này 12V này. Sau khóa này, nó mới cấp nuôi cho con relay chính này. Và đồng thời cấp vào chân số 4 của con SM này. Đó, rồi, xong. Đấy, các bạn để nhẹ nhàng ở đây. Rồi, lúc này các bạn sẽ dùng cái kẹp này ha. Các bạn kẹp trực tiếp vào dương ắc quy. Đấy, rồi lúc này máy sẽ tự động chạy. À, nhanh không? Các bạn không cần mở mặt nạ hay bấm OCK. Đấy, các bạn thấy không? Riêng dòng xe này các bạn cắm vào dây Calai không được nha, bởi vì các bạn chưa hiểu về điện mà. Đó, các bạn thì thấy không? Rồi ra cái mã code ECMID. OCK. Nhớ video này lưu về ha. À, chứ thời tiết này 40 độ mà khách hàng người ta ngồi đây người ta chờ đợi mà tháo xe người ta bùng ba bùng ben ra người ta đốt tiệm đó anh em. Rồi quá hay. Ai chà, em cảm ơn tay ca Tuấn Nhung. Trời ơi anh em mình mất bao nhiêu năm nay bây giờ mới liên hệ được với nhau nhở.
Trời ơi, hôm nay anh vô tình anh lớn anh xem được video của em ở trong cái trang fanpage Tay Ga Địt Tuấn, Tuấn Thành Đạt. Ok, nhanh gọn không? Xong xuôi đâu ở đó chúng ta hạ cái nắp cầu chì này xuống. Mở nguồn mở mát ra, bỏ bình vô, đẩy cái nắp này vào, lượm lúa, đi mở mặt nạ làm cái gì anh em? Không phải nói phét chứ anh em, bio này chắc đầu tiên ở Việt Nam. Video này chắc đứng ở Việt Nam sẽ là chắc đứng video đầu tiên hoặc là video thứ hai. Chưa ai làm được cái điều này đâu. Đa số mở IC ra hết. Do tối hôm qua mình lại nhìn thấy được một ông thợ hì hai hộp vào. Có nghĩa là sao? Anh em này mới nâng cấp cái máy. Thì tiện thể nhà anh em có con Vision mà cái màu cao tiền ấy, cái màu màu xanh ấy. Thế là em thấy mẹ anh em làm video, anh em quay tá là thì tôi mở banh như này, mở ốc này, đủ anh em hi hai hộp, anh em chọt vào đây để anh em lấy cái nguồn 12V sau khóa cấp vào. Thì hôm nay em sẽ làm video này cho mọi người ha. Đó, cho mọi người bớt đau khổ. Đó, cực kỳ đơn giản, quá siêu. Hôm đâu em gửi máy nâng cấp rồi, hôm nay tặng cho anh em một cái phần mềm nâng cấp renew đọc SMID trên Smartool miễn phí 1,5 triệu. Nếu anh em nào mua máy mình tặng luôn, được chưa? Bản này bản T 11,8 triệu, mình tặng anh em bản renew 1,5 triệu. Ok, liên hệ cho mình một máy duy nhất, chốt 2024 2023 máy mới còn sót lại. Đó, mới len keng bảo hành 12 tháng. Đó, hôm nay vui quá, tặng cho anh em một cái phần mềm renew đọc mã SMID 1,5 triệu. Anh em thấy ok không? Ok, bấm tiếp ok. Rồi, bây giờ video 2 mình sẽ làm lại cho mọi người, dễ hiểu ha. Rồi, bây giờ chúng ta rút nguồn ra. Rồi. Đấy, rút nguồn máy ra luôn. Nhớ nguồn máy là cấp trên cái jack calai ha. Rồi, rút cổng calai ra. Rồi. Đầu tiên, khách hàng mang vào trên dòng xe Vision 2020 cho tới 2024 để các bạn đọc ra cái bài SMID. Rồi. Đầu tiên công việc của các bạn thì hãy lấy cái dây nguồn kẹp vào âm dương. Đây, âm dương ở đây mình kẹp lại cho các bạn coi. Rồi, các bạn chờ sẵn cho mình nguồn mát. Rồi, lúc này các bạn bế cái hộp cầu chì lên. Các bạn lấy cái dây thần thánh của mình. Ra ngoài tiệm điện tử mua cái kẹp, kẹp to kẹp nhỏ tùy các bạn, cắt khúc dây điện. Đầu này các bạn hàn cho mình một cái jack gì đó, cái này là cái chân IC thôi. Do mình có nhiều chân gáy mình cắt ra mình hàn, còn tùy anh em lấy cái gì cũng được. Rồi, xong, cái này các bạn kẹp lại vào đây cũng được. Được chưa? Hoặc là vào cái miếng nhựa của các bạn đây này. Đừng để lòng thòng xuống đất làm gì. Ok. Vào cái nhựa. Rồi, các bạn cắm luôn cho mình vào cái dây màu đen này. Các bạn mở cái này lên rồi các bạn thấy dây màu đen rồi. Đấy. Rồi, các bạn dí vào cho mình. Xong, các bạn chờ ở đây. Đó. Xong xuôi đâu vào đó. Nguồn mát đầu chờ 12V gắn vào cuộn dây của con relay. Xong, lúc này chúng ta lấy cái cáp nguồn. Đấy, cáp nguồn. Chúng ta cắm nuôi cho thiết bị máy. Đây, cái jack cấp nguồn cho máy, không được cấp ở dưới bit nhá. Cấp ở đây. Rồi, xong. Rồi, các bạn bỏ gọn đó, đừng để chập chẹt. Rồi, cái dây calai ở đây các bạn cũng lưu ý nha. Dây calai các bạn để ở đây trước. Rồi, xong. Bây giờ các bạn mới sử dụng vào thiết bị máy chẩn đoán. Rồi, các bạn sẽ vào Smoky. Các bạn bấm Enter. Các bạn bấm Honda. Các bạn chọn vào hàng cuối cùng Emo ID SM. Các bạn bấm Enter. Các bạn vào hàng số 2. Các bạn bấm Enter. Các bạn vào hàng số 2, đọc mã Emo ID. Bấm Enter. Rồi các bạn rút jack DLC. DLC không cắm thì các bạn không cần rút. Khóa điện đang off bởi vì mất chìa nó phải off thôi. Rồi, các bạn đi thêm một lần nữa Enter. Máy bảo cắm jack DLC. Cắm.
một phát. Phát thứ hai, chúng ta lấy kẹp bình đang chờ ở đây, cắm vào 12V trực tiếp từ bình ắc quy. Relay các bạn nhìn thấy nó nhảy tóc, thì lúc này nguồn đã cấp trong này, máy bắt đầu chạy đọc mã. Đó. Oshike Moto. Rồi, ok. Rồi, sau lúc này nó sẽ ra cái mã SMID cùng với key 1. À, cái mã này chúng ta sẽ nhập khẩn cấp, nó sẽ nổ luôn. Được chưa? Đấy, nhập khẩn cấp thì ai cũng biết nhập rồi. Không biết nhập thì có thể vào YouTube, mở sách tay ga Tín Tuấn ra, đọc làm sao để nhập được cái ID để chúng ta nổ máy ở thời tiết 40 độ C khá là nóng. Rồi, mọi người cho chàng pháo tay, vỗ tay. Rồi, ok. Mình thấy nhiều ông sản xuất ra máy hoặc là nhiều ông review mình thấy rườm rà quá. Nhiều cái thiết bị máy mà anh em đọc SMID hoặc anh em renew thấy mọi người kết nối vất vả quá anh em ạ. Để đọc được cái mã SMID mà nhiều lúc anh em ở thời tiết 40 độ C này mà anh em vãi cả bồ hôi chim. Hôm qua coi video mình hài hài không được. Xem à, gặp anh em này chắc là con xe đấy ở nhà anh em tháo ra nghịch để cho nó quen. Mình thấy anh em đủ à, rút được cái rắc IC ra mình thấy vãi cả bồ hôi rồi, bồ hôi bồ kê mà nó vãi hết cả xuống rồi, nạy nhựa nạy phụp 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 phụp. Mình không phải nói phét chứ chắc con vợ anh em ở bên cạnh chắc nó cũng vãi cho anh em phát. Mẹ xe tôi mới đi làm công ty may, mẹ góp tiền được mấy chục triệu mua vi sờn về nhà. Má không biết ông liên hệ với ai, ông nâng cấp cái bản renew lên. Ủa ông ngồi ông mở cái xe của tôi ra như thật. Má vợ ở bên cạnh không nó đủ sót rồi chứ huống chi là khách hàng anh em hiểu không? Đấy. Rồi ok. Nhớ video hay thì ủng hộ cái gì đó thì ủng hộ. Bây giờ con sờ mất tool này có anh em nào mua thì chốt nha. Tặng anh em một cái gói nâng cấp renew đây nè, miễn phí. Ở thời tiết 40 độ. Đấy. Mà em nói thật sự mọi người này, không biết là mọi người nghĩ sao chứ rút nguồn ra đã. Nhiều lúc này nhớt đúng không? Đấy, mới thằng sale, có nghĩa là mới thằng công ty bán nhớt. Thì là gì? Chẳng qua anh em lấy nhớt nhiều đúng không? Nó tặng anh em cuối năm cho vài thùng bia. Đấy, nhưng tiền đâu cũng của đó hết rồi. À, thì nhớt thì anh em lấy của bên người ta thì người ta cũng bê vào tận nhà. Thì mọi người lấy nhớt của em ở xa, em cũng bao ship, em cũng bê vào tận nhà. Ở lâu lâu ủng hộ cho thằng tay ga thùng nhớt đồ hoặc là nửa thùng cho nó vui chứ. Nhớt nó xài không hư máy đâu, đổ vào VIP. Đấy. Mà nhớt của em mọi người mua về nhà mọi người có lỗ đâu. Mẹ mua có 80.000 về thay được 130, 150 mà, lời gấp đôi mà. Đấy, tiếc gì không ủng hộ cho thùng nhớt. Nghe. Thấy chưa? Máy 6 số lên 7 số đổi máy mới 1.500.000. Có nghĩa là cái máy của các bạn đập bỏ bể hết rồi. Đổi cho các bạn máy mới 1.500.000. Được chưa? Còn nâng cấp lên cái bản renew này 1.500.000 là 3 triệu, đó là máy mới 2024. Đấy. Đây, thùng nhớt này có gì đâu. Mua một thùng, thùng có 80.000 bao ship một lon. Đấy, về nhà có mà thay bèo gì cũng được 130, một lon lời 50.000. Nhớt màu đỏ như kiểu Motul 7001 vậy ấy. Thế mà chẳng thấy anh em nào cả. Vào có cái gì cũng hay, cũng nghiên cứu, bạc hết cả tóc của chia sẻ. Rồi, chuẩn bị tài liệu, đồng hồ ra đời. Chuẩn bị tài liệu Smart Key. Không cần học thì cũng biết làm. Được chưa? Đấy. Đấy, lại tiếp tục bây giờ tài liệu tài đồ lại mót mét trên mạng được tí, về nhà chỉnh sửa tiếp, lại in màu lại bán. Mình có tiền mình mua thì bây giờ mình đẳng cấp thì mình bán. Đấy, rất mong những anh em làm tài liệu hay là app đồ, tất cả anh em cũng thông cảm. Bởi vì anh em không bán thì có nghĩa là chỉ có mang chôn theo, còn khi mà anh em bán thì xác định là phải mất. Đừng có bảo cái này tài liệu của tôi hay là app của tôi.
có miễn phí đâu, tôi phải bỏ tiền ra tôi mua, về nhà tôi lại có quyền tôi bán lại, đó là chuyện bình thường. Và các bạn cũng đừng bao giờ nói ra cái đầu của tôi đó là chất xám. Chất xám in ra mang tài liệu tự đọc, chết mang theo nha. Còn bán ra xã hội này ắc sẽ mất. Nó như kiểu mà cái con Ercan giá rẻ 4 triệu rưỡi vậy, bây giờ nó cũng renew được. Hiểu không? Sống thời buổi này các bạn phải hiểu rằng trên đời này cái gì đã kinh doanh, cái gì đã mang ra thị trường bán thì ắc sẽ mất. Có nghĩa là sao? Những người người ta đẳng cấp. Đâu phải ai ai cũng lấy tài liệu của các bạn ra photo bán được đâu. Những tài liệu của tôi đấy anh em photo ra bán rẻ đi. Đúng không? Tôi chẳng có nói cái gì cả. Nên nhiều thấy đơn vị sản xuất ra hoặc là in tí tài liệu ra bảo cái này là trí tuệ. Trí tuệ cái mẹ gì? Mang đơn ra tòa án nhân dân tối cao kiện đi. Đấy. Cái gì? Đấy. Rồi anh em có hỏi thắc mắc gì không? Hộp buji cũng vậy, mua của ai cũng vậy. Hà mua Đình Tuấn hộp buji cũng bằng giá hoặc đồng thời nó mắc hơn một hộp 5.000. Nhưng anh em được hưởng cái gì? Được hưởng nhiều cái video hay. Thật tình nhất ở trong cuộc ở xã hội này luôn luôn diễn ra cho anh em, không giấu không điếm. Đấy. Thế mà chẳng anh em nào mẹ ủng hộ cho lon dầu cả. Không biết là cứ thay dầu ở đâu, không biết là hay là mở cửa hàng không thay dầu. Chán anh em quá. Mua chai dầu để cho em có cái gì cốc nước mía em uống. Rồi mời cả nhà uống nước mía. Đây nhớt này. Tuấn ơi ship cho anh thùng đổ chứ bao nhiêu tiền Tuấn ơi, 80k một lon. Yeah, một thùng 24 lon bao ship có 1.920.000. Mẹ về tới tận giường. Đấy, anh em bảo shipper mày bê lên lầu 2 cho tao, nó cũng bê có gì đâu. Đấy, 80.000 một thùng. Nhất lab cũng vậy, chạy bao tê bao VIP. Thế mà chẳng ai ủng hộ cái gì cả. Toàn là cái đi mua của ông nào á. Nên em nói thật với mọi người chứ nhiều lúc mọi người cứ nghĩ rằng mẹ mua cái món đồ rẻ được 1.000, 2.000. Mọi người cứ nghĩ như vậy là nó rẻ hơn, nhưng cuối cùng mọi người được lợi cái gì? Mọi người chẳng được cái mẹ gì cả. Nó bán phát là nó buông mọi người luôn. Có nghĩa là chia tay. Đấy, hoặc là những chị em phụ nữ vậy, khi live stream thì cứ hở ra hai quả bưởi. Anh em lúc này cứ dán mắt vào xem bưởi và đồng thời cứ chốt đơn. Cuối cùng khi anh em gặp anh bận khó, anh em gọi, nó bảo anh ơi anh có xem bưởi nữa không? Đúng không? Đấy, khi anh em gặp bạn bận khó, anh em gọi cho những em bán phụ tùng mà mẹ bưởi to đấy, bưởi trắng, bưởi to đấy. Đấy, rồi mới anh bảo, ô, mới anh có xem bưởi nữa không, em cho xem, qua live time. Thế còn riêng bạn bận là em không biết, bởi vì em không giỏi về vấn đề đấy, mẹ mới bố cứ dán mắt vào. Còn tay ga thì Tuấn thì mẹ sống lù lù ở đây. Mẹ tay nghề không phải là đỉnh chứ, mẹ cũng nằm trong top. Nhiều lúc mẹ hỗ trợ không thật chứ, nhiều lúc mẹ nó ok lắm đấy. Tùy theo người anh em bắt bận thôi, anh em hiểu không? Máy AC Pro có mở tour được không? Mở full tour chứ anh trai. Đây trời ơi, SK này mở full tour. Bây em mở tour Vision cho anh coi nha. Xem IC có chết không nha. Rồi ok. Anh em bấm số 1 đi. Bây em cho con Vision này chết IC luôn này. Lấy cái móc cái đã, móc đâu rồi. Ok chưa? Đấy. Để cho sư phụ mượn iPhone cho nó nhanh. À đây iPhone sư phụ có rồi. À, iPhone chưa đây. Rồi. Bây tháo sờ mất tool ra nè, mở tour cho anh em nè. Đấy. Rồi, rút nguồn rút đồ ra nè. Rồi, ok, bỏ cái này xuống nha. Rồi, bỏ rác xuống. Rồi đây. Bản Pro cho anh em V2. Rồi bây giờ xác định cho anh em là con xe này đang nổ máy và cho IC nó chết. Rồi đây. Rồi xe đang nổ máy được nha. Rồi đây công tơ lên đây. Rồi bây giờ nghịch IC này chết ha. Nghịch thoải mái. Ok.
Rồi lấy điện thoại iPhone hay điện thoại trời ơi gì cũng được, kết nối điện thoại này lỗi thì lại khác. Được chưa? Rồi. Do các bạn có nghĩa là các bạn thao tác nó sai hay là cái điện thoại cấu hình của các bạn yếu quá, xong lúc này IC ngủ lúc này các bạn mang cái tuyến trên mẹ nó bảo máy này máy đều. Đó. Rồi, trò đời này là luôn luôn thế. Máy mẹ nào chả như thằng nào, mà cứ thằng này chê thằng kia là máy tao xịn, máy mày đều. Rồi, ok. Bật khóa điện lên. Đó. Rồi, anh em lúc này không cần phải dùng wifi luôn. Rồi, đây wifi đây các bạn tắt đi cũng được. Nếu các bạn sợ tốn 4G hoặc là internet của các bạn bị không có, tắt luôn wifi. Các bạn truy cập vào cái ứng dụng khi các bạn tải về là cái gì, là cái e-scan. Rồi múc cho nó chết IC luôn. Rồi lúc này các bạn chỉ cần đơn giản chọn vào cái gì là nạp phần mềm, nó bị hụt ga đúng không, nạp phần mềm bấm vào đây. Đấy. Rồi các bạn tự động. Rồi hụt ga này các bạn chọn cái nào thì chọn. Còn số 1 của nó là gì, là margin hụt ga. Rồi, giảm hụt ga bằng hiệu chỉnh AF thêm 15%, thêm 3 góc đánh lửa. Tiếp. Sao cái này? Đó, cái điện thoại của mình là chưa được. Mình chưa tải lại cái app. Rồi, ok, dùng cái cùi bắp này. Esican đâu rồi trời. Đây. Có đọc được ID SM không sư phụ? Trời ơi, đọc bình thường anh trai, bản V3 nhá, bản V3 sẽ đọc được. À cái này bạn mở vị trí lên. Đóng hết ứng dụng. Esican. Ở đây nạp phần mềm. Cái điện thoại của bắp nó chạy hơi bị chậm. Xong tìm ra ta. Tắt khóa. Thoát ra xem nào. Đang chính cái máy kia hả? Bật khóa. Nạp phần mềm. Đấy, ok. Ok, tiếp tục. Tiếp tục. Đó, các bạn thấy không? Rồi cho về cho nó chết nha. Đấy, K2CF. Rồi các bạn nhìn thấy cái đèn lên đâu? Nó nhảy tóc 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 nè. 2024 vision này 2024 nha anh em nha, 2023. 23 24 như nhau thôi. Đấy, cái điện thoại này nó khá cùi bắp anh em, nó lâu quá rồi. Con Oppo Gen 2 này anh em hiểu không? Đấy, Gen 2 này thì cùi bắp lắm rồi. Mình xài cái điện thoại cùi bắp này sao? Đấy, cái này đọc ECM ID luôn. Renew được IC luôn. Đấy, máy cùi bắp thì nó truy cập vào nó hơi bị lâu. Đấy, rồi truy cập thành công rồi đó. Đó, các bạn thấy không? Đó, cùi bắp. Đây, Gen 2 thì các bạn biết rồi đúng không? Oppo Gen 2. Con này mình mua từ năm Covid đến giờ. Riêng con này kiếm được đôi tỷ anh em ạ. Đấy, nó cùi bắp thì kiếm được mấy tỷ. À. Đúng chưa? Đấy, Oppo Gen 2 nó lâu lắm rồi anh em ạ. Từ bồi đời Polyon rồi cơ. Rồi. Đấy. Đấy, bao da này anh em này, nó còn chảy chóc như thế này mà. Thấy không? Đấy, vẫn nạp được phần mềm, remap, ai bảo chết IC. Thấy không? Nhiều lúc các bạn làm cái gì đấy xong các bạn cứ sợ, ôi 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 à. Rồi các bạn lại đi tuyến trên.
nó bảo là đồ đéo. Mẹ, nó bảo ai bảo mày xài đồ này, lấy búa đập đi. Rồi bây giờ các bạn bấm số 1 một phát mình cho nó chết, để coi nó cứu lại được không. Vision này, Vision mới, không phải 2020 nha, bởi vì K2CF mà. Đấy, bây giờ anh em muốn đi xe nó ngủ thì anh em bấm số 1. Đấy, bây giờ em rút rác ra luôn nè, bấm đi. Đấy, rút đây rút đâu cũng được nè. Rút đây thì cũng như nhau. Bấm đi, rút cho. Không anh em nào bấm thì thôi. Bấm đi, chết thì Tuấn chịu. Đấy. Đấy, mấy triệu bạc, 4 triệu rưỡi bạc. Kết nối làm tá vả thi tung bảo hành lên tới 12 tháng. Bấm hết đi, bấm số 1 đi. Tình ơi, tình xa quá rồi, nhớ không em. Rồi. À rồi, em nghe anh lớn, sư phụ tắt em hộ ổ khóa được rồi. Ok, có nghĩa là sao? Ngoài anh lớn ở Hải Phòng anh khôn lắm, anh bảo tắt khóa điện, lúc này bật lên đề lại xem có nổ hay không. Rồi tắt. Off. On. Rồi. Mất đèn FI. Ok. Rồi xong. Thịt cú mèo. Ngủ. Đó. Cô em cho sư phụ mượn iPhone của em tí nạp cho nó nhanh. Để ơi. Đó xong. Rồi các bạn tắt khóa đi, em thoát cái điện thoại của bắp này ra cái. Rồi em kết nối với máy đi. Rồi chân mượn. Rồi ok. Đó. Cái này mười mấy, 13 Pro à, 12 à? Cái sư phụ 13 à? Cái này 12 nhỉ? Rồi ok. Rồi anh em bật khóa điện lên thì cái đèn nguồn này nó lên. Chúng ta vào chẩn đoán cũng được, chúng ta vào nạp lại phần mềm cũng được. Tùy, chẩn đoán hay nạp tùy, như em vào chẩn đoán đi. Đại 12 sao chạy nhanh thế nhỉ? Honda. Kết nối. Đơn giản thôi, nó bảo nè. Đúng không? Nhiều anh em thợ yếu nó bảo xe này bị mất dữ liệu phần mềm, bơm xăng không hoạt động, cần nạp lại khôi phục IC. Đó, sướng không? Lỡ may mà thợ nào làm ban anh em đấy. Anh em vào luôn cho em cái đọc thông số. Sao? Đấy, gốc. Các bạn chịu hụt ga tùy. Rồi, tiếp. Tiếp. Cái gì đây? Thiết bị của bạn chưa hỗ trợ tính năng remap. Tủ sao iPhone này lạ ta. Cái này mày bữa mày chưa cập nhật lên à? Tí nữa mình kiểm tra lại cái iPhone này coi cái máy này đang bị cái iPhone này rồi. Rồi. Rồi, nếu iPhone của các bạn bị như vậy đúng không? Các bạn sợ. Đúng chưa? Rồi các bạn thoát ra cho mình. Nếu iPhone, mày chắc mới iPhone này đập bỏ quá. Nó lý do tại sao? Rồi chưa? Thoát ra hết. Thoát ra. Thoát. Kết nối, ngắt. Về. Đúng không? Ví dụ nó xảy ra tình trạng như vậy, các bạn sẽ vào cái danh sách remap thử xem một lần nữa cũng được không. Rồi các bạn chọn vào ACG, chọn vào Vision K2CF. Vision. Đây. Đó, Vision K2CF. Được chưa? Các bạn chọn vào thủ công. Vision K2CF đang có rất nhiều bản. 3 bản. Đó. Rồi, tiếp tục. Bấm vào đây. À, đây nó không có. Thấy chưa?
Đấy, các bạn sẽ gỡ bỏ cái app này, các bạn tải lại app khác cho mình. Đây. Thấy chưa? Đó, rồi cái app này nó cũ rồi. Rồi thằng em mày gỡ bỏ app này đi, tải lại app mới. Rồi thằng em mày gỡ sư phụ luôn. Cái điện thoại iPhone này luôn. Sư phụ tải lại app mới. Đây gỡ luôn rồi sư phụ. Rồi chúng ta sẽ làm gì? Xóa ứng dụng. Xóa. Rồi bây giờ tải lại cho sư phụ. Nè. Yeah. Rồi trong quá trình tải lại chúng ta lại sử dụng lại cái điện thoại cùi bắp. Nhé. Yeah. Rồi cùi bắp. Ok. Chẳng lẽ cuộc đời này nhà chúng ta không có hai cái điện thoại hoặc hàng xóm không có? Bật Bluetooth lên. Rồi, vào tiếp tục chẩn đoán. Chết thế nào được mà chết? Đó. Ok, nạp lại. Chúng ta cứ cuống hết cả cuồng lên. Tiếp. Tiếp tục. Thấy không? Điện thoại này bây giờ bán 200. Không ai mua. Nhưng IC không bao giờ gọi là từ chết. Đấy, đang thiết lập lại giao cấu. Xong chưa? Mở. Tí nữa nâng cấp vào. Ok. V2.11.9. Rồi, tải lại thành công. Rồi, V2.11.9. Rồi, những anh em nào ok thì nâng cấp cái phần này lên. Đó. Tí tìm cái thiết bị. Đấy, ok ha, anh em bị vậy thì anh em nâng cấp vào cái hàng đỏ đỏ này. Đấy, nâng cấp lên cái bản mà 10.5. Đó. Đây, bấm vào đây ha. Hết 4 pin rồi. Chết thế nào được anh em? Không thể nào từ chết được, trừ khi mà chúng ta chập chẹt mẹ cổng calai dí vào giữa ắc quy nó mới chết. Các bạn làm này các bạn ngủ hàng trăm lần nó cũng không chết. Này, biết sao các bạn không thể chập chẹt cái cổng calai gì đây này. Đấy, cắm cho đúng mục tiêu vào thì các bạn chơi tẹt bô. Chơi hết xăng dầu đó, thấy không? Đấy. Đấy, thấy chưa? Chạy lại bình thường. Điện thoại nó cũ quá rồi anh em hiểu không? Cấu hình nó chậm, nó chạy chậm lắm. Riêng những cái thằng iPhone á, bỏ vào á, nạp rút rét. Rồi sợ đây mới kết nối. Đó. Họ sờ lỏng rắc cái gì thấy không? Mất kết nối Bluetooth nè. Đó. Đấy chưa? Tiếp. Phá cho anh em xem buổi trưa nay luôn. Rồi cho nó chạy lên 1%, 2% nữa rồi kệ xác nó, anh em hiểu không? Cứ miễn sao pin điện thoại của chúng ta ok. Đó, rồi, thấy không? Truy cập. Đấy. Ok, Hoàng Nghĩa, con nào chả đọc được anh em. Con này bản V3 đọc được nha. V2 đọc không được, V3 nha. Ok chưa? Yeah. Cái này V3 sẽ đọc nha Hoàng Nghĩa nha. Sáng có ai gửi đồ cho mình không nhỉ? Rồi, cứ để nó đi. À, chúng ta mất đâu đó trong vòng khoảng 10 phút nha. 10 phút. À, cứ để cho nó nạp. Đấy. Đấy, trong quá trình nạp thì đấy vào toa coi thiếu cái gì ủng hộ cho vài thùng dầu ha. Rồi dây cô loa mô bin mô yếc này.
Đây, ủng hộ cho ít. Rồi, máy Esican đây. Rồi, anh em nào mua V2 thì mua, còn mua V3 thì chúng ta có thêm chức năng là Renew và đọc SMID ha. Biết rồi Hoàng Nghĩa ơi, có nhiều anh em hiền thật. Anh em cứ nhắn tin em trả lời đau hết cả đầu. Các bạn bảo là Esican lên phiên bản V3, Tuấn ơi có làm được full khóa Smoky hay không? Mà anh em hiền thật. Anh em làm được full khóa Smoky thì anh em phải có cái dàn rắc để anh em đọc được SU chứ, đúng không? Có nghĩa là anh em tỉnh táo lên một tí. Còn có nghĩa là nâng cấp lên V3 là cái gì? Nó giống như máy Motocantab hay là sở Mattoon vậy. Đấy có nghĩa là người ta có hai cái chìa zin này. Mất một này. Còn một này, mất tiếp này. Và người ta mang mình phát đầu tiên thì mình sẽ đọc ra được cái mã SMID đó để mình nhập, để mình chạy về, có nghĩa là đi cứu hộ. Hoặc là mình vào trong nhà mình lấy cái chìa để mình đăng ký thủ công. Nha. Vấn đề thứ hai là lỡ may con xe nó bị chết con SU hoặc là bị tháo trộn hoặc là bị cháy. Bây mua SU khác về nhà lắp vào thì đương nhiên sẽ mất đồng bộ. Thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta cắm cái máy vào, chúng ta renew xóa trắng cái con IC. Nó trở về một cái nhà sản xuất. Nó trở về một con IC mới. Thì lúc này chúng ta tắt bật khóa điện hai lần. Để làm gì? Để cho nó đồng bộ giữa ECM và SU. Đấy, thêm 1 triệu và anh em làm được như thế. Có nhiều anh em ơi, Tuấn ơi, mày nó thêm 1 triệu có đọc được full key không? Nó làm được tất cả hệ thống khóa không? Anh em lấy cái gì mà làm, mà cái rắc mà làm, đúng không? Đấy, có nghĩa là anh em yếu công nghệ quá, chúng ta hãy chịu khó tư duy thêm một tí. Cứ nhắn tin mới là gọi, Tuấn ơi, ồ tin vui, Esican thêm 1 triệu làm được tất cả khóa hả Tuấn? Không phải. Thì em ghi cho mọi người rất rõ ràng ấy rồi. Là V2 lên V3 là thêm 1 triệu. Để chúng ta làm gì? Renew được ECM. Và đồng thời chúng ta làm gì? Đọc ra được ECM ID. Đó, nó làm hai cái đó. Nó như kiểu Smartoon các bạn nâng cấp lên hết 1,5 triệu vậy. Bởi máy của ông này, nhưng mà cái máy của ông này hôm qua đang đo áp bơm đi mà. Đâu, kiểm tra lại nào. Cái máy của ông ấy đang xài đây mà, hôm qua remap đây mà. Đây, lấy cái máy này đi. Cái đó V3 đấy. Đấy, ở cuộc sống này nó là thế thôi. Đấy. Đó là cái chia sẻ cho anh em hiểu. Còn khi con xe này lỡ may đăng ký chìa thứ 3 rồi, đúng không? Ví dụ mất 2 chìa zin rồi, mất đăng ký cái chìa thứ 3 rồi, thì anh em đọc ra được cái mã SMID đó, anh em sẽ không bao giờ đăng ký được khóa. Bởi vì key 1 nó sẽ off. Nha. Đó, các bạn lưu ý. Thì lúc này các bạn làm gì? Các bạn phải móc IC SU ra, các bạn phải khui ra, các bạn đọc. Đấy, trừ khi những con xe SU nào ở trạng thái còn 2 chìa zin, mất 1 và mất nốt, đi vào chúng ta đọc thì ok. Còn nếu nó đang đã đăng ký chìa thứ 3 rồi thì có nghĩa là key 1 nó sẽ off. Anh em đọc ra được cái mã SMID thôi. Nhưng key 1 ở trong đấy hiện tại nó đã bị off rồi. Đấy, chúng ta phải hiểu như vậy. Được không? Rồi, video đến đây xin phép tạm dừng. Anh em nào quan tâm thì ủng hộ. Nhớ mua ai thì mua ủng hộ Đình Tuấn. Đấy, các bạn và anh em liên hệ cái Zalo ha. Đấy, liên hệ cái Zalo inbox chốt nâng cấp. Rồi đây rất nhiều anh em nâng cấp này, anh em về nhà xe đồ quá trời nha. Đấy, nâng cấp nhiều lắm. Anh này anh mới nâng cấp xong này. Đó, gửi mã cho anh đấy, anh bảo là ok rồi sư phụ, cảm ơn sư phụ. Cứ 1 triệu là ok hết.
sau 50 máy sẽ là 1.3 triệu đến 1.5 triệu nha anh em. Rồi, tạm biệt mọi người.